Nếu như bạn đang sử dụng một chiếc điện thoại iPhone và bạn lo lắng là chiếc điện thoại iPhone của mình có bị dính tài khoản iCloud ẩn hay không, thì sau đây là mình sẽ chỉ cho bạn hai cách để chúng ta có thể kiểm tra chính xác được cái điện thoại iPhone của bạn có bị dính tài khoản iCloud ẩn hay không nha. Nếu như trước đây thì khi mà chúng ta sử dụng điện thoại iPhone thì chúng ta có một cái khái niệm đó là khóa iCloud. Tuy nhiên thì bây giờ thì cùng với cái sự phát triển của công nghệ thì điện thoại iPhone mà những cái điện thoại mà bị dính tài khoản iCloud thì những cái người thợ họ vẫn có thể là ẩn cái tài khoản iCloud đó đi và các bạn vẫn có thể sử dụng bình thường. Chính vì vậy cho nên là nó xảy ra một cái trường hợp đó là khi mà các bạn đi mua những cái thiết bị điện thoại cũ, trong trường hợp là các bạn không có nhiều tiền, các bạn muốn tiết kiệm cái chi phí, các bạn đi mua những cái điện thoại iPhone hay là những cái thiết bị mà chạy hệ điều hành là iOS cũ, thì các bạn thường hay ra những cái cửa hàng mua những cái sản phẩm cũ, và những cái sản phẩm cũ này thì nó sẽ có những cái rủi ro, chúng ta sẽ bị dính phải những cái sản phẩm mà bị dính cái tài khoản iCloud ẩn. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta cần phải kiểm tra cái tài khoản iCloud ẩn trên điện thoại iPhone hoặc là những cái thiết bị mà chạy iOS trước khi chúng ta mua nha. Và cái cách thì chúng ta có thể kiểm tra được thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì trên điện thoại iPhone hoặc là những cái thiết bị mà chạy iOS thì các bạn sẽ vào cái phần cài đặt cho mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào cái phần là cài đặt chung. Ở đây thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục đó là chuyển hoặc là đặt lại iPhone, và các bạn sẽ tiến hành là thực hiện những cái bước đó là xóa tất cả những cái nội dung và đặt lại iPhone. Thì lúc này iPhone của bạn nó sẽ tiến hành là nó khôi phục như từ đầu, giống như là lúc xuất xưởng. Và nếu như mà có bất kỳ một cái tài khoản iCloud nào thì điện thoại iPhone của các bạn nó sẽ yêu cầu chúng ta cần phải nhập cái mật khẩu iCloud đó thì máy của chúng ta mới có thể là reset và đặt lại được cái nội dung cài đặt. Và nếu như trong trường hợp mà nó không yêu cầu cái mật khẩu thì có nghĩa là cái thiết bị của các bạn chưa có một cái tài khoản iCloud ẩn nào, thì các bạn có thể là yên tâm sử dụng và reset lại máy như bình thường. Đó là cái cách thứ nhất và dễ dàng nhất, ai cũng có thể làm được. Cái cách thứ hai là cái cách mà các bạn có thể là check cái email để chúng ta có thể kiểm tra được cái điện thoại iPhone của các bạn có bị dính iCloud ẩn hay không, bằng cách là các bạn sẽ vào cái phần cài đặt chung. Các bạn vào phần giới thiệu. Ở đây thì các bạn sẽ để ý cho mình vào cái phần số series. Đây chính là cái số series của điện thoại iPhone và các bạn sẽ nhấn giữ vào cái số series đó, sau đó các bạn chọn vào phần sao chép. Rồi, tiếp theo các bạn thoát ra ngoài. Các bạn sẽ sử dụng cái trình duyệt Safari, các bạn mở lên và các bạn sẽ gõ tìm kiếm cho mình cái cụm từ đó là unlocker check và các bạn sẽ truy cập vào cái trang web đó là unlocker.com. Rồi, sau khi mà các bạn đã truy cập vào cái trang web đó là unlocker.com rồi thì cái trang web này nó sẽ cho phép chúng ta có thể check được cái số email ở trên điện thoại iPhone xem là có bị dính iCloud ẩn hay không. Và lúc này các bạn kéo lên. Ở trong cái phần này các bạn sẽ bấm vào. Sau đó các bạn sẽ nhấn giữ. Và chúng ta sẽ dán cái số email mà chúng ta vừa mới sao chép ở trong cái phần cài đặt chung và các bạn nhấn vào phần kiểm tra. Và khi mà nó đã check xong thì các bạn sẽ kéo lên cho mình. Đây, các bạn để ý nó sẽ có tất cả những cái thông tin về cái chiếc điện thoại iPhone mà các bạn đang sử dụng. Ví dụ như là chiếc iPhone của mình là chiếc iPhone 14 Pro Max, cái màu là màu tím Deep Purple và dung lượng là 128 GB. Nó đã ghi rõ cái số series của mình và các bạn để ý cho mình cái dòng chữ đó là Apple Care. Ở đây nó sẽ có một cái dòng chữ màu đỏ liên quan đến cái phần nó là Apple Care, có nghĩa là cái phần bảo hành của Apple, thì đây nó ghi là no. Thì cái đơn vị mua của mình nó check được luôn cả cái đơn vị mua của mình là mình mua tại ClickBuy này. Ở đây nó ghi là ClickBuy to buy check này. Nó có nghĩa là mình mua ở cái đơn vị là ClickBuy và cái nơi mình mua đó là ở Việt Nam. Mây mà nó sẽ hiển thị cái dòng Apple Care, nó ghi cái chữ no này. Thì các bạn yên tâm là chiếc điện thoại của các bạn là một chiếc điện thoại mà không có cái tài khoản iCloud ẩn và các bạn có thể yên tâm sử dụng. Trong trường hợp mà các bạn check cái số email này mà nó ra cái chữ dòng chữ đó là yes màu đỏ như này thì có nghĩa là cái điện thoại của các bạn đó là đang bị dính cái tài khoản iCloud ẩn và các bạn có thể là trả lại cái máy của cho cửa hàng mà các bạn sẽ từ chối và không mua cái chiếc điện thoại đó nữa và sẽ chuyển sang một cái máy khác mà khi mà các bạn check thì nó ra cái chữ no như này nha. Rồi, và trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết cái cách chúng ta có thể kiểm tra và check được một cái chiếc điện thoại iPhone cũ mỗi khi mà chúng ta đi mua để tránh cái trường hợp là bị dính cái tài khoản iCloud ẩn. Và video của mình thì đến đây là kết thúc. Mình hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích và cũng như là hữu ích để cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Và mình hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.